Xin chào, chúng ta quay trở lại tới phần 2 của bài tập vẽ của máy sấy tóc. Thì trong phần trước thì chúng ta đã vẽ xong phần thân và phần tay cầm. Thì bây giờ mình sẽ vô một số chi tiết bên trong. Chúng ta bắt đầu chia một số cái mảng của bên cái máy sấy tóc ra. Ví dụ như là phần điều chỉnh hướng gió phía trước, rồi phần phía sau. Bằng cách là trên mặt phẳng front mình sẽ tạo một cái sketch dọc theo để mình dùng lệnh trim surface để mình cắt đi. Đây chúng ta sẽ tạo một số sketch như thế này. Sau đó mình chuyển qua thẻ surface, mình dùng lệnh trim mình cắt đi nha. Trước khi cắt thì mình sẽ nối tất cả các mảng lại. Trong cái lệnh knit surface, nếu mà mình khi mình nối nó báo lỗi vì cái độ rộng nó quá ít đó, thì mình tăng cái độ rộng nó lên xíu. Rồi mình dùng slip line mình cắt đi nha. Đây như thế này. Tương tự với những cái phần còn lại, như là phần phía sau rồi phần phía dưới cái tần tay cầm, mình cũng sẽ dùng một số cái sketch dọc theo hướng của mặt phẳng front và mình dùng lệnh slip line mình cắt đi. Rồi sau đó tiếp theo là mình sẽ vô fillet những cái nút phía bên hông của cái phần thân máy. Sau đó là mình sẽ vẽ cái phần phía sau, phần chắn gió phía sau của cái phần thân máy. Bằng cách là trên mặt phẳng front mình sẽ vẽ một cái sketch cong như thế này và có một cái trục nét đứt ở giữa để mình sẽ dùng cái lệnh revolve mình quay quanh cái trục đó như thế này. Sau khi vẽ xong thì mình sẽ sử dụng một cái mặt phẳng mặt phía sau, như đây là mặt phẳng plane số 1 này. Mình sẽ tạo một new sketch và mình sẽ vẽ một số cái hình tròn để mình đục lỗ. Thì hình tròn của mình lấy kích thước là phi là 2, lấy một cái tâm ở giữa cũng là 2 luôn, và sau đó mình sẽ chọn pattern để mình xếp nó ra theo chiều dọc với khoảng cách là khoảng 3.5, và khoảng cách giữa cái tâm ra ngoài cũng là 3.5 luôn. Nhưng mà mình sẽ đều nhau. Sau đó mình sẽ chọn tiếp là cái pattern theo hình tròn á. Hình tròn thì mình sẽ xếp chạy quanh trục 360 độ và mình ước lượng là cái số lượng nó bao nhiêu để nó phù hợp với cái 3.5 cái khoảng cách đó. Như đây mình thấy là mình nhập ở 6 cái là hợp. Cái thứ hai tương tự như vậy. Mình sẽ nhập số lượng vô là khoảng 12 cái. Đó, cứ tương tự như vậy mình sẽ nhập những cái còn lại. Ví dụ đây là khoảng chừng 17 cái.
Rồi sau khi vẽ xong hết rồi thì mình sẽ vô trim surface để mình cắt đi. Mà mình lưu ý nhất là khi mà mình cắt đó thì mình không có chọn cái remove đi, mà mình sẽ chọn lại cái keep selection. Tại vì khi mình remove thì mình phải remove từng cái chấm nhỏ rất là khó khăn, thì mình giữ lại một cái kia thôi thì nó dễ hơn. Tất cả những cái không liên quan thì nó sẽ bỏ đi, tức là cái lỗ nó sẽ bỏ nhanh hơn so với mình chọn cái remove bình thường mình hay chọn. Tiếp theo là mình sẽ vẽ cái nút bấm bật tắt. Bằng cách là trên mặt phẳng right, mình sẽ tạo một cái mặt phẳng song song và nằm bên ngoài cái phần nút bấm. Sau đó là mình sẽ tạo một cái sketch hình tròn. Và sau khi vẽ xong cái sketch hình tròn đó thì mình sẽ dùng lệnh mình sẽ chọn lệnh planar surface để mình tạo cái mặt phẳng ở trên cái sketch hình tròn đó. Và sau đó mình adjust xuống bằng lệnh rules surface và mình sẽ chọn normal to surface ở phần số 2 trong cái phần tab á. Sẽ được cái hình như thế này. Nó sẽ cắt xuống dưới cái surface đó. Rồi sau đó mình sẽ dùng chế độ mặt cắt để mình nhìn xuyên qua để mình cắt bỏ những cái phần chim bỏ phần thừa đi nha. Ta dùng chế độ mặt cắt nhìn trên mặt chiếu right. Rồi tiếp theo thì mình sẽ dùng lệnh fillet để mình fillet cái phần nút bấm lại nha. Còn về mặt phía sau thì mình sẽ vẽ hai cái nút bấm mặt phía sau, mình mở lại cái sketch để mình xem. Và sau đó là mình sẽ dựng một mặt phẳng song song với cái đường đó bằng cách là mình dựng một cái 3D sketch vuông góc ra như thế này. Từ cái điểm phía dưới đáy mình dựng ra vuông góc như thế này. Chú ý là vuông góc nó sẽ theo cái trục trục Z như trên cái màn hình á. Mình nhìn thấy trục Z màu xanh da trời đó, mình làm theo trục Z như thế này thì thông qua cái đường thẳng này kèm với một cái chấm phía trên thì mình sẽ tạo được một mặt phẳng. Đây được cái plane như thế này. Thì cái plane như thế này thì mình sẽ bắt đầu vẽ sketch trên cái plane.
Sau khi vẽ xong cái sketch thì mình sẽ chuyển qua feature mình chọn boost chút, thì mình sẽ tăng cái độ dày lên khoảng là 2 mm. Mình sẽ được hai cái nút như thế này. Và sau đó mình sẽ sử dụng lệnh fillet để mình fillet nó đi nha. Rồi phần phía dưới thì mình sẽ vẽ cái phần nút và cái dây treo bằng cái dây bằng da. Thì cái nút thì mình sẽ vẽ đường viên bên ngoài và một đường giống bằng nét đích. Sau đó mình sẽ sử dụng lệnh revolve để mình quay quanh trục. Phần dây da thì là trên mặt phẳng front mình sẽ tạo vẽ đường SP line ra cái hình dây da này và cả đường bên trong. Sau đó mình sẽ dùng lệnh extrude để extrude ra hai bên. Sẽ được cái dây da. Ở phần đáy thì mình sẽ sử dụng planner surface để mình nối lại. Như vậy là ta căn bản hoàn tất cái hình máy sấy tóc về phần bên ngoài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi học tiếp theo.